Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Chuyên mục được phát trên sóng FM tần số 94,9 MHz. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung hướng dẫn triển khai thực hiện chỉ thị số 21 ngày 4 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư khóa 13 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngày 4 tháng 5 năm 2023, Ban Bí thư ban hành chỉ thị số 21 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện nhiệm vụ được Ban Bí thư phân công, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị số 21 CTTVK như sau. Về mục đích yêu cầu, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong hành động của các cấp các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị để tạo sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi chỉ thị số 21 CTTVK. Việc xây dựng chương trình kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong chỉ thị gắn với đặc thù của địa phương, đơn vị đảm bảo đồng bộ, liên thông, hiệu quả, khả thi. Việc tổ chức thực hiện chỉ thị cần phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu, đảm bảo đủ nguồn lực để thực hiện, triển khai toàn diện, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt trong đổi mới phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, sơ kết tổng kết, quá trình triển khai chỉ thị và các văn bản liên quan. Về nội dung trọng tâm, các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền mà trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội căn cứ nội dung của chỉ thị số 21 chỉ đạo nghiên cứu xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, đặc điểm tình hình cụ thể của ngành địa phương đơn vị, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu, ra soát bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, đẩy nhanh lộ trình phổ cập nghề cho thanh niên, công nhân, nông dân và người lao động, tiếp tục ra soát sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc các cơ quan, bộ, ngành, trung ương và địa phương theo tinh thần nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đổi mới nội dung chương trình phương thức đào tạo bảo đảm học đi đôi với hành nâng cao hiệu quả liên kết hợp tác về giáo dục nghề nghiệp giữa nhà nước nhà trường doanh nghiệp tăng cường nguồn lực ưu tiên ngân sách nhà nước cho giáo dục nghề nghiệp chủ động tích cực hội nhập quốc tế về giáo dục nghề nghiệp phát hiện tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và đề xuất sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là đào tạo chất lượng cao, đào tạo cho người lao động và các đối tượng chính sách, tập trung đào tạo những ngành nghề mũi nhọn, trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của từng ngành, vùng địa phương, hình thành các trung tâm thực hành nghề chất lượng cao có nhiều đóng góp cho xã hội, xây dựng chính sách tôn vinh người lao động có kỹ năng tay nghề cao định kỳ hàng năm tiến hành đánh giá và xây dựng báo cáo về kết quả triển khai thực hiện để rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chỉ thị. Về tổ chức thực hiện, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo chỉ đạo việc xây dựng tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình kế hoạch, thực hiện chỉ thị số 21, đưa các mục tiêu chỉ tiêu về đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào nghị quyết chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương đơn vị. Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện chỉ thị tại địa phương đơn vị. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy tham mưu xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện chỉ thị, hướng dẫn tổ chức quán triệt chỉ thị đến từng tri bộ, chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan kiểm tra đánh giá tình hình, đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp ở địa phương, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện chỉ thị. Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo việc sửa đổi bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 21, lồng ghép phân bổ nguồn lực thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu về đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong thực hiện chính sách pháp luật, chiến lược chương trình phát triển kinh tế xã hội. Tăng cường giám sát việc xây dựng, thực hiện chính sách pháp luật, chiến lược quy hoạch đề án kế hoạch đổi mới phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Ban cán sự Đảng chính phủ và các bộ ngành lãnh đạo chỉ đạo việc xây dựng cơ chế chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp nói chung, xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện chỉ thị số 21 nói riêng, kiện toàn bộ máy quản lý về giáo dục và đào tạo, nhất là bộ máy quản lý về giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả tăng ngân sách nhà nước cho giáo dục nghề nghiệp, nhất là cho đào tạo nhân lực chất lượng cao, các ngành nghề trọng điểm mũi nhọn, đảm bảo bình đẳng giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài công lập. Chỉ đạo các bộ ngành thực hiện phân cấp phân quyền, đổi mới phương thức phối hợp, quản lý, điều hành, triển khai chủ trương phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – tập trung chỉ đạo việc triển khai đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp liên quan tới ngành được nêu trong chỉ thị số 21, trong đó chủ trì, tham mưu, giả soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, phát triển giáo dục nghề nghiệp ở nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực chất của giáo dục nghề nghiệp, có chính sách thu hút người học sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông vào học giáo dục nghề nghiệp nhằm thực hiện tốt việc phân luồng tăng tỷ lệ học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Chủ trì phối hợp chuẩn bị các điều kiện đảm bảo triển khai việc đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho khoảng 50% lực lượng lao động. Có một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện chức năng trung tâm quốc gia, trung tâm vùng, có 15-20 ngành nghề có năng lực cạnh tranh vượt trội phổ cập nghề cho thanh niên, công nhân, nông dân và người lao động. Tăng cường công tác giám sát, thanh tra kiểm tra, định kỳ đánh giá xếp loại chất lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đổi mới nội dung, chương trình, phương thức đào tạo và đánh giá kiến thức kỹ năng của người học, người lao động, quan tâm đào tạo bồi dưỡng nhà giáo, người dạy nghề, chuyên gia. Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo giả soát tăng cường công tác giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông thực chất hiệu quả có chính sách thực hiện tốt việc phân luồng tăng tỷ lệ học sinh sau trung học cơ sở vào giáo dục nghề nghiệp chủ động đề ra chỉ tiêu cụ thể về phân luồng học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học giáo dục nghề nghiệp hàng năm tiếp tục phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội thực hiện tốt việc hướng nghiệp phân luồng tăng tỷ lệ học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các bộ ngành liên quan, đề xuất các chương trình kế hoạch và nhiệm vụ giải pháp thực hiện mục tiêu đến năm 2030, thu hút 50 đến 55% học sinh trung học vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường mở các chuyên trang chuyên mục, xây dựng chương trình phát thanh truyền hình nhằm tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật kiến thức, kỹ năng, mô hình đổi mới phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của các địa phương và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước. Biểu dương tôn vinh tấm gương người lao động có tay nghề cao, có nhiều đóng góp cho xã hội. Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính chủ trì phối hợp chỉ đạo bố trí đủ ngân sách nhà nước cho giáo dục nghề nghiệp, tham mưu ban hành cơ chế chính sách khuyến khích huy động tổ chức doanh nghiệp cá nhân xã hội tham gia đầu tư vào giáo dục nghề nghiệp. Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội phổ biến quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị số 21 phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị. Xây dựng kế hoạch, vận động thành viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả chỉ thị. Xây dựng chương trình giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phản ánh, phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến đổi mới phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo tinh thần nội dung chỉ thị. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan chỉ đạo định hướng các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện chỉ thị số 21, tổ chức thông tin giới thiệu nội dung và kết quả thực hiện chỉ thị trong các hội nghị báo cáo viên Trung ương. Chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan thường xuyên theo dõi kiểm tra giám sát đôn đốc việc thực hiện chỉ thị, định kỳ báo cáo ban bí thư. <laughs> Tiếp theo là nội dung kế hoạch thực hiện kết luận số 61 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 13 ngày 12 tháng 1 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Thực hiện kết luận số 61 ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 13 ngày 12 tháng 1 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Ban Kinh tế Trung ương ban hành kế hoạch thực hiện như sau. Về mục đích, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và xác định nhiệm vụ cụ thể của các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động của Ban trong việc thực hiện kết luận số 61 và chỉ thị số 13 CTTVK. Kế hoạch này là căn cứ để Ban Kinh tế Trung ương tổ chức triển khai thực hiện kết luận số 61 và chỉ thị số 13 theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao trong đó tập trung vào việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương trong xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện kết luận số 61 và chỉ thị số 13. Yêu cầu tổ chức học tập, nghiên cứu và quán triệt nghiêm túc về nội dung của kết luận số 61, xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện kết luận số 61, đảm bảo chất lượng, tiến độ, thiết thực hiệu quả sớm đưa các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và phát triển lâm nghiệp bền vững đi vào cuộc sống. Nhiệm vụ chung: Theo dõi đôn đốc việc tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền phổ biến rộng rãi về nội dung, kết quả thực hiện kết luận số 61 và chỉ thị số 13. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phát triển lâm nghiệp bền vững. Theo dõi đôn đốc việc xây dựng, ban hành chương trình hành động, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện kết luận số 61. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, định kỳ tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện kết luận số 61, trong đó tập trung vào đánh giá tình hình, tổ chức triển khai các chương trình kế hoạch, đề án thực hiện kết luận số 61. Việc thể chế hóa các nội dung của kết luận số 61 thành chính sách pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phát triển lâm nghiệp bền vững, công tác lãnh đạo chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện kết luận số 61 của các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc trung ương. Sơ kết, tổng kết và định kỳ đột xuất báo cáo cấp có thẩm quyền tình hình thực hiện kết luận số 61 và chỉ thị số 13 của các tỉnh ủy, thành ủy ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương. Về nhiệm vụ cụ thể: Nghiên cứu học tập quán triệt, tăng cường tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện kết luận số 61 và chỉ thị số 13. Thời gian thực hiện: thường xuyên. Nhiệm vụ chủ yếu thực hiện: phối hợp với ban tuyên giáo trung ương và các cơ quan liên quan hướng dẫn các cấp ủy tổ chức đảng tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt kết luận số 61 và chỉ thị số 13 chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông và đưa tin trên trang điện tử và tạp chí kinh tế của Ban Kinh tế Trung ương về tình hình thực hiện kết luận số 61 và chỉ thị số 13. Theo dõi đôn đốc định kỳ báo cáo việc tổ chức triển khai thực hiện kết luận số 61 và chỉ thị số 13. Thời gian thực hiện: thường xuyên. Nhiệm vụ chủ yếu thực hiện: chủ trì phối hợp với tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự, ban đảng Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương thường xuyên nắm sát tình hình và đôn đốc việc triển khai thực hiện kết luận số 61, chỉ thị số 13 của các cấp các ngành. Định kỳ đột xuất báo cáo bộ chính trị, ban bí thư tình hình kết quả chủ yếu trong thực hiện kết luận số 61 và chỉ thị số 13 của các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kết luận số 61 và chỉ thị số 13. Thời gian thực hiện vào thời gian phù hợp theo yêu cầu thực tiễn và được cấp có thẩm quyền cho phép. Nhiệm vụ chủ yếu thực hiện: Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kết luận số 61 và chỉ thị số 13, xây dựng báo cáo kiểm tra giám sát, trong đó phân tích đánh giá đầy đủ, toàn diện những kết quả đạt được, xác định rõ hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện của các địa phương đơn vị được kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện cách làm hay nhân tố mới để nhân rộng, đồng thời chỉ rõ những khó khăn vướng mắc cần khắc phục, giải quyết. Đôn đốc nhắc nhở các địa phương đơn vị liên quan thực hiện kết luận số 61 và chỉ thị số 13 chưa tốt, đề xuất kiến nghị những giải pháp phù hợp, khả thi để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận số 61 và chỉ thị số 13. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 61 gắn với tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 13. Thời gian thực hiện: dự kiến năm 2028. Nhiệm vụ chủ yếu thực hiện: Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 61 và tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 13. Xây dựng báo cáo trình ban bí thư trong đó, phân tích đánh giá đầy đủ toàn diện những kết quả đạt được, hạn chế yếu kém và nguyên nhân bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện kết luận số 61 và 10 năm thực hiện chỉ thị số 13 của các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương. Đề xuất kiến nghị điều chỉnh bổ sung quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mới phù hợp với tình hình thực tiễn nếu có để công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng và phát triển lâm nghiệp bền vững ngày càng hiệu quả hơn, đóng góp thiết thực vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn tiếp theo. Về tổ chức thực hiện, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được nêu tại kết luận số 61 và chỉ thị số 13. Giao vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các vụ đơn vị trực thuộc tham mưu lãnh đạo ban để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch này. Giao văn phòng ban phối hợp với vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn đưa nội dung kế hoạch này vào chương trình công tác hàng năm của ban. Trung tâm thông tin phân tích và dự báo kinh tế chủ trì phối hợp với vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện công tác thông tin truyền thông về nội dung của kết luận số 61 và tình hình triển khai thực hiện trên trang điện tử, tạp chí kinh tế của ban kinh tế trung ương và phối hợp định hướng thông tin với các cơ quan báo chí truyền thông khác. Các vụ, đơn vị trực thuộc ban kinh tế trung ương theo chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này. Tiếp theo là nội dung thông báo ủng hộ quỹ khuyến học Đại hội đại biểu Hội khuyến học huyện Tuần Giáo lần thứ 5, nhiệm ký 2024-2029. Thực hiện chỉ thị số 22 ngày 12 tháng 1 năm 2023 của Ban thường vụ huyện ủy về việc lãnh đạo Đại hội khuyến học các cấp và Đại hội đại biểu Hội khuyến học huyện Tuần Giáo lần thứ 5, nhiệm ký 2024-2029. Thông báo số 842 ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban dân huyện Tuần Giáo về việc cho ý kiến tổ chức Đại hội đại biểu Hội khuyến học huyện Tuần Giáo lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Để tiếp tục xây dựng quỹ khuyến học của huyện, xây dựng xã hội học tập, góp phần quan trọng hỗ trợ và đồng hành trong nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện và chào mừng Đại hội đại biểu Hội khuyến học lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Hội khuyến học huyện tiếp tục kêu gọi vận động ủng hộ quỹ khuyến học từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong huyện, tỉnh, trong và ngoài nước. Tính đến ngày 4 tháng 6 năm 2024, đã có 92 cơ quan đơn vị, công ty doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh trong và ngoài huyện đã tích cực ủng hộ quỹ. Cụ thể, Quỹ hội khuyến học tỉnh Điện Biên 20 triệu đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hoàng Kim 20 triệu đồng, Tri cục thống kê huyện Tuần Giáo 300.000 đồng, phòng giáo dục và đào tạo tuần giáo 2 triệu đồng, trung tâm y tế huyện 5 triệu đồng, cơ sở quảng cáo cường tuần giáo 1 triệu đồng, phòng kinh tế hạ tầng 460.000 đồng, công ty cổ phần xây dựng số 1 điện biên 5 triệu đồng, ngân hàng bưu điện liên việt 1 triệu đồng, nhà nghỉ phát điên tuần giáo 1 triệu đồng, VNPT Vinaphone huyện tuần giáo 2 triệu đồng, công ty Tuấn Linh tuần giáo 5 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thanh Oánh 10 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế xây dựng CNC Điện Biên 2 triệu đồng. Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Tuần giáo 1 triệu đồng. Nhà hàng Mạnh Tươi 1 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế xây dựng Bình An Home 2 triệu đồng. Cửa hàng văn phòng phẩm Minh Tuân 1 triệu đồng. Nhà hàng Thanh Thủy 1 triệu đồng. Macca Việt Hà Tuần giáo 1 triệu đồng. Macca Thoa Quảng 500.000 đồng. Cửa hàng bếp nương Hà Bạc 1 triệu đồng. Ông Lê Văn Niệm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Bảo Điện Biên 1 triệu đồng. Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên 3 triệu đồng. Tòa án nhân dân huyện 1 triệu 300 nghìn đồng. Trung tâm tin học Chiêu Hoa Tuần Giáo 1 triệu đồng. Công ty cà phê Hồng Kỳ Quốc tế 5 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng mạnh quân 10 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Cương tỉnh Điện Biên 2 triệu đồng. Công ty cổ phần Pha Đin Xanh 1 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hạn Thái Kiên tỉnh Điện Biên 10 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hạn tư vấn xây dựng Linh Sơn tỉnh Điện Biên 2 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hạn Xuân Phương tỉnh Điện Biên 2 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hạn thương mại và dịch vụ nội thất Hải Phát 3 triệu đồng. Trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học dạng đông 3 triệu 200 nghìn đồng. Trường mầm non quài nưa 2 triệu 700 nghìn đồng. Trường tiểu học đậm mức 750 nghìn đồng. Trường Mầm Non họa mi 2 triệu 700.000 đồng. Trường Mầm Non Mường Mùn, 3 triệu 200.000 đồng. Trường Mầm Non Ta Ma, 3 triệu 500.000 đồng. Trường Mầm Non Trường Sinh, 3 triệu đồng. Trường Mầm Non Phú si 3 triệu 700.000 đồng. Trường tiểu Học số 2 Quài Cang, 2 triệu 450.000 đồng. Trường Mầm Non Hoa Ban, 3 triệu 100.000 đồng. Trường Mầm Non Khong Hin, 2 triệu 900.000 đồng. Trường Trung Học Cơ Sở Quài Cang, 3 triệu 100.000 đồng. Trường Mầm Non Mường Thín, 2 triệu đồng. Trường Trung học Cơ sở Vừa A dính 2 triệu đồng, Trường Trung học Cơ sở Quái Nưa 2 triệu 900.000 đồng, Trường Trung học Cơ sở Thị trấn 3 triệu 480.000 đồng. Trường Tiểu học Trường Sinh 2 triệu 500.000 đồng, Trường Mầm non Thị trấn 3 triệu 200.000 đồng, Trường Mầm non 20 tháng 7 1 triệu 700 000 đồng. Trường Tiểu học Nà Tòng 2 triệu 700.000 đồng, Trường Mầm non Mùn Trung 2 triệu 500.000 đồng, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Nà Sáy 4 triệu đồng. Trường tiểu học và trung học cơ sở Tinh Phong 3 triệu đồng. Trường mầm non Bình Minh 3 triệu đồng. Trường tiểu học Quài Cang 3 triệu 250 nghìn đồng. Trường mầm non Quài Cang 4 triệu 500 nghìn đồng. Trường tiểu học Mùn Trung 3 triệu đồng. Trường trung học cơ sở Khoang Hin 2 triệu 100 nghìn đồng. Trường tiểu học Bình Minh 3 triệu 400 nghìn đồng. Trường tiểu học Khang Hin 3 triệu 500 nghìn đồng. Trường trung học cơ sở Trường Sinh 2 triệu 900 nghìn đồng. Trường Trung học cơ sở Mường Mùn 2 triệu đồng, trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tỏa tình 3.900.000 đồng, trường Tiểu học Xuân Ban 1.650.000 đồng, trường Tiểu học Mường Mùn 3.400.000 đồng, trường Phổ thông dân tộc bán chú Trung học cơ sở Ta Ma 2.500.000 đồng, trường Phổ thông dân tộc bán chú Trung học cơ sở Mùn Trung 3.400.000 đồng, trường Phổ thông dân tộc bán chú Trung học cơ sở Phình Sáng 3.500.000 đồng. Trường tiểu học quài tở 4 triệu đồng, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Phú Si 5 triệu đồng, trường trung học cơ sở Mường Thín 2 triệu đồng, trường mầm non Tinh Phong 1 triệu 400.000 đồng, trường mầm non Sơn Ca 1 triệu 900.000 đồng, trường mầm non Nậm Dinh 2 triệu 700.000 đồng, trường mầm non Tỏa Tình 2 triệu 200.000 đồng, trường mầm non An Bình 1 triệu 400.000 đồng, trường mầm non Nà Xáy 2 triệu đồng. Trường Mầm Non Phình Sáng 2.500.000 đồng Trường Mầm Non Sao Mai 2.700.000 đồng Trường Mầm Non Dạng Đông 2.400.000 đồng Trường Mầm Non Phú Nhung 2.700.000 đồng Trường đại Học số 1 Quài Nưa 2.700.000 đồng Trường Trung học cơ sở trang đông 2.400.000 đồng Trường Tiểu học số 2 Thị Trấn 2.000.000 đồng Trường Tiểu học Phình Sáng 2.000.000 đồng Trường Tiểu học Mường Thín 2.300.000 đồng Trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học Ta Ma 3 triệu 500.000 đồng. Trường tiểu học số 1 Thị Trấn 2 triệu đồng. Trường tiểu học số 2 Quài Nưa 1 triệu 550.000 đồng. Trường tiểu học Phú Nhung 2 triệu 600.000 đồng. Trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học Nậm Dinh 3 triệu 100.000 đồng. Tổng cộng 291 triệu 890.000 đồng. Hội khuyến học huyện rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp ủng hộ quỹ từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trong huyện, tỉnh, trong và ngoài nước. Mọi sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo hình thức nộp tiền mặt về phòng giáo dục và đào tạo. Đầu mối liên hệ bà Bạc Thị Thanh Thùy, số điện thoại 0912 736 158 hoặc chuyển khoản vào tài khoản 37610903 1988 91047 của Hội khuyến học huyện Tuần Giáo tại kho bạc nhà nước huyện Tuần Giáo. Hội khuyến học huyện Tuần Giáo trân trọng ghi nhận và cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và công văn số 3111 ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam về việc tập trung nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi gửi vào Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tuần Giáo thông báo tới các cơ quan ban ngành đoàn thể, ủy ban dân các xã, thị trấn và toàn thể nhân dân trên địa bàn Nhân dân khi gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tuần Giáo sẽ được hưởng lãi suất bằng với lãi suất khi gửi tiền tại các ngân hàng thương mại khác. Khoản tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách Xã hội được Chính phủ bảo lãnh an toàn tuyệt đối. Nhân dân có thể gửi tiền tại trụ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hoặc tại điểm giao dịch xã theo lịch cố định. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tuần Giáo xin trân trọng thông báo để nhân dân được biết và tham gia gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện.